Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày chủ nhật nha anh em. Em tiếp tục lên sóng vài món còn lại nha. Tất cả là đồ cúp nha. Anh em cần món nào thì cứ alo cho em nha. Số điện thoại để liên lạc là 0933 207 208 nha anh em. Và hãy nhớ đăng ký kênh nha. Đó, tất cả là đồ rin tháo xe hết. Cái này là sơn lại thôi. Tại vì cái này bắt buộc mua không có. Mua không có nên bắt buộc phải sơn lại thôi. Xài chữa cháy. Rồi, đầu tiên bán cái bình với cái hộp nha. Đây, hộp bình với một cái bình. Bình này là bình Nhật nha anh em. Cái tiếng này là tiếng Nhật nha. Anh em nào biết tiếng Nhật thì nhìn vô biết liền ha. Tiếng Nhật. Bình với hộp này em bán là 300 nha. Bao xài, bao đời. Nói chung để vô xe là xài thôi. Còn muốn kỹ về sạc lại cái về gắn vô xe nha anh em. 300 ngàn hai món. Rồi một cục mô bin sườn. Mô bin sườn tháo xe nha. Đó, anh em muốn gắn cúp 50, 70 như nhau hết nha. Cái này thì em bán là 300. Có luôn cái chụp Boridin nè, đó anh em thấy không, có chữ da băng nè, ngon lành ha, 300 ngàn. Rồi đây có một cái gác chân chống nghiêng tháo xe, cái này thì nước sơn rin còn đó, cái đế thì dày nha anh em, đế nè, đế đẹp. Cái này thì một cái cục cao su nó hơi bết nha, su này hơi bết nên bán cho anh em là 500 ngàn thôi. Anh em muốn gắn xe nào cũng được, miễn là xe cúp 81, 86, DD gắn được hết nha. Con ốc này rất là đẹp nè, anh em thấy không, 500 ngàn thôi nha. Do cục này hơi bết nên bán giá rẻ cho anh em về chăm vô xe. Cục bên đây còn ok ha. Đó, cục bên đây đẹp. Đó, mình mua mấy cái này á, thì nó quan trọng nhất là cái đế nha anh em. Chứ nó không bị rơ lắc nha. Chứ anh em mua mình nó sơn rin đẹp mà đế nó bị lủng thì cũng như không ha. Đó, cái chống thì quan trọng nhất cái phần đế. Đó, 500 ngàn thôi nha. Giá bộ đội. Rồi, đây có một cái chống đứng quá đẹp. Chống đứng nè, cốt pad. Cò xo 7 màu căng nha. Cái này em bán là 400 ngàn nha. Cái này thì anh em gắn custom. Đó, nước sơn rin 100% nha anh em. Rất là đẹp. 400 ngàn thôi nha. Đế nè. Đế đẹp phải không? Đó, đế đẹp. 400 nha. Quá đẹp luôn. Ở trong đứng này thì mình dựng nó dễ hơn nha anh em. Đời đời này đời sau. Nó làm cái bẫy nó dài ra. Nên khi mình đạp mình bẫy chiếc xe lên nó rất là nhẹ nhàng. So với những cái chiếc chống đứng của đời 81 rồi mấy đời hấp thì nó ngắn lắm. Này 400 thôi nha. Rồi đây có một cái cục của 81 86 nè, cục này em bán là 250, quá đẹp luôn. Cái cục này thì nó kêu cắt cụp nha anh em, 250 nha. Rồi, một cái pha đèn. Pha đèn này thì gắn 86 đời cao, đó, đèn lồi, cái này em bán cho anh em giá tốt luôn là 800 ngàn thôi, quá rẻ ha. Curon nè. Nhựa si nha anh em, cái đời này quan trọng nhất là cái pha này, nó còn trong vắt luôn, bóng đèn rin. Ở cái đời này thì cái đít dài là kiểu này nha anh em, chứ không phải bi lai ha, 800 ngàn thôi. Rồi ở đây có một cái đuôi 89 rất là đẹp luôn. Ở đuôi 89 này nó đẹp tuyệt đối luôn nha anh em, cái này em bán cho anh em là 700 ngàn. Đó, anh em mà muốn xài mà, nói chung á, muốn xài mà cho 70-90 thì chỉ cần thêm một cái tem tam giác ở đây, quá đơn giản ha. Tại vì cái hàng 89 thì cái đuôi á, nó bằng nó giống nhau hết, tem nó chỉ có vậy thôi. Cái này là đẹp tuyệt đối luôn á, nên xứng đáng nha nè, anh em thấy không, không có trầy trộn cái nào luôn nè. 700 nha, anh em không, quá đẹp luôn, không có trầy luôn. Ốc nè, chân bùn cũng đẹp nè, nói chung là đẹp toàn diện á anh em. Một cái về sau mà của đời 89, 87 mà còn cái này thì là quá đẹp nha anh em, đa số thì nó sẽ bị tróc sơn dữ lắm, còn cái này nè, gần như không có trầy trộn gì luôn á. 700 ngàn ha. Chứ cái này nó lợi hại là mình gắn cho xe 70 90 nó xài chung luôn. Tại vì cái tem tam giác đây, nhưng mà khi mình gắn cái biển số thì nó cũng che cái tem tam giác lại rồi. Nên nó không sao nha. 700. Rồi ở đây có một cái, còn một cái mặt nạ DD cuối cùng luôn. Cái này thì lâu lâu em mới rảnh á anh em. Những cái mặt nạ mà nó xấu quá đó, em bỏ đi sơn lại, nhưng mà sơn cao cấp nha, chuẩn màu 11 với DD ha. Em bán là 700 ngàn. Còn cái cuối cùng nè, bộ hẩm sơn 5 6 cái mà bán hết rồi, còn cái này là cuối cùng luôn nè. Rất là đẹp luôn. CDD là chuyên gia nó bị tróc sơn mà heo từng mảng anh em. Thì anh em mua cái này về để vô. Họ mua cái này về lấy cái logo, kêu hở để cái logo vô là xài đẹp cực kỳ luôn. Chứ bây giờ anh em mà lấy cái mặt nạ của mình á, đem đi sơn lại thì nó cũng tốn tiền, tốn thời gian mà nó chưa chắc màu nó chuẩn như cái này đâu. Cái này là chuẩn như rin luôn. Đẹp luôn. Đó, này là dăng tới họng dăng nè. Đó, này để vô là lụm thôi, khỏi tốn thời gian, khỏi tốn công sức gì hết. Nằm ở nhà. Đó, bật máy lạnh, mở cúp hiền cao lên coi đó, hết cái bóc máy alo chuyển tiền là đồ giao tận giường luôn. Đó, 700 ngàn nha.
Rồi đây em có còn một cái cặp cửa. Cặp cửa này của Custom 50 nha, anh em xài 84 được luôn. Cặp này em bán là 300 thôi. Lần đầu tháo ra nha anh em, nó không có bị rơ lắc gì hết nè. Đó, 300 nha. Dành cho cúp mà loại xài gánh á, cái này thì có xịt bạc lên đây nha. Nhưng mà 300 thì quá rẻ anh em, tại vì mấy cái này nó không có phục hồi lần nào á, nên bên trong nó còn ngon lắm. Ví dụ đồ của Việt Nam cứ mở ra mới vô á là nó tan nát hết. Còn cái này là mở ra lần đầu nè. Ví dụ nhà mà bị rơ lắc thì mua cặp này về để vô thôi, khỏi mất công đi phục hồi gì hết, đỡ tốn thời gian ha. Tại vì mấy cái này mà làm lỡ rồi là nó không ngon nha. Cặp này em bán là 300. Rồi ở đây có một cái hai món quốc dân nè, một cái cần kéo e quá đẹp luôn, với một cái tai hắn em bán là 300 nha, như mọi lần. Đó, 300 ngàn hai món nha. Rồi đây có một cái ổ khóa đờ hấp. Đó, ổ khóa này 4 dây nha, đờ hấp thì mình cứ nhìn cái này màu trắng là mình biết 4 dây nha anh em. Còn cái này màu đen là 5 dây. Đó. 4 dây nè, cái này em bán là 400 ngàn nha. Ổ khóa nè, 400. Đó, chìa nè, đẹp đàng hoàng ha, chìa đúng chìa riêng nha. Đây có mã số đàng hoàng. Đó, A92 nha. Mở tắt là kêu tập tập đàng hoàng nha anh em. Đó, anh em vô đi đi 81 86 ha, 400. Rồi đây còn một bộ xi nhan đời cao. Đó, cái bộ này em bán cho anh em giá tốt, hôm nay là 1 triệu 6 4 cái. Quá rẻ luôn ha. Rất là đẹp luôn nè. Anh em thấy không? Chưa đánh cà na xí mộ gì luôn nha. Đó, sáng đàng hoàng ha, chụp nè rin. Đế rin. Đó, cái này cũng vậy luôn. Không có nứt bể gì hết. 1 triệu 6 thôi nha anh em. Đó, cái này về đánh bass là nó ra ha, nó bị quẹt tí xíu á, nhưng mà không nứt nha. Đó, đánh ra cái là ra. 1.6 4 cái, hai cái trước là đẹp miễn bàn, lúc nào cũng vậy. Xi nhan thì hai cái trước lúc nào nó cũng đẹp hết. Hai cái sau nó chỉa ra quá đó, nên bị da quẹt thì nó sẽ trầy thôi. 1.6 4 cái, gắn 81 86 là bao đẹp luôn. Đó, rất là sáng ha, lên xe nó sang, tại vì làm bằng nhựa chất liệu là nhựa xi á. Lên xe nó sẽ sang, còn Atimon là bắt buộc nó phải có ghẻ. Với mấy cái trước sắt xi nó dễ bị sét lắm, còn cái này anh em xài lên xe sáng xe. Rồi đây còn cái một hộp hộp sên của 70 nha anh em nè. 225 250, đó là của 70 nha. Đó, cái hộp sên này em bán cho anh em là 900 ngàn thôi, nước sơn riêng. Nó cái này thì cái xe anh em mà nó đều đều á thì anh em mua về vô một cái là vừa y luôn. Tại vì mình mua đồ á thì mình canh theo cái phẩm chất của chiếc xe mình nha anh em. Chiếc xe mà đã cũ quá anh em mua đồ mới quá thì vô nó cũng chổi á, nó không có hợp. Nhưng mà không hợp thì mình làm từ từ riết cho nó hợp. Ví dụ xe nó cũ mà mua cái đồ mới quá để vô, cái vài bữa thấy món đó không được cái mua thêm món, cái vài bữa thấy không được mua thêm món nữa, từ từ là thành mua nguyên chiếc xe là nó đẹp hết rồi. Đó, làm vậy thì nó nói chung cũng có lợi cho người bán ha. Hộp sên này em bán cho anh em là 900 thôi. Đó, nước sơn ghi nè, không một lũng gì hết ha. Đó, mặt trong đẹp ha, phải được đổi ra cái mặt này ra mặt hoài thì tốt cũng mấy rồi. 900 nha, mặt dưới nè đẹp luôn nè. Rồi đây có hai cái cục nhảy nhanh nè, hai cục kêu, hai cục này kêu tít tít ha, không phải là nó kêu mấy cái cục lô nó kêu rất là khó chịu nha anh em. Cái này nó cái tiếng kêu đặc trưng nó hay lắm. Hai cục này em bán là 300, anh em gắn quay rim vây sành, nói chung có xe là gắn được hết, SH gắn được luôn, xe gì cũng gắn được hết, miễn sao là xe máy. Đó, 300 ngàn nha. Rồi đây có một cặp cùm 86 em bán là 300 đây, anh em về lấy phôi. Đó, lấy nút cũng được nè, nút đẹp nè. Đó, nước nhôm đẹp, ốc đẹp, dây điện đẹp. 300 ngàn nha anh em, quá rẻ ha. Tại vì đồ ở Việt Nam là nó không có được bông giống vậy đâu. Đó, nó bị nó đánh tới trong luôn. Còn này nè, bông bông là rất là đẹp ha. Ốc nè, con là con ấy xanh lè. 300 nha. Rồi ở đây có một đường dây điện 86 dây điện trơn ha, em bán là 500. Dây điện nè, mũi tinh, không có cắt nối hết nha anh em. Đó, mấy cái quan trọng nè, mũi tinh hết nè, không cắt nối nha, 500. Anh em mua dây điện thì lưu ý nha, anh em phải kiểm tra trước là cái lửa từ qua lăng lên em nó cái chui giống vậy không anh em mới mua nha. Tại mua có nó có hai loại, một cái là nó rờ, nó sẽ là rờ từng cộng, một cái nó sẽ gom lại một cái rắc giống vậy. Mình mua thì mình phải coi cái xe của mình sao á, mua về mình để vô nó khổ mất công độ chế ha. Đó, 500 ngàn nha anh em, cái này là đời cao nè. Đó, coi cái chui giống vậy, mua về để cái kịch vô là lụm. Đó, cái đờ hấp thì nó rờ từng cộng, 500 nha, quá rẻ. Rồi ở đây còn một cái niền, ô lộn, một cái gấp sau 70. Cái gấp này em bán là 2 chai. Tem đẹp nè, ốc ốc gấp đẹp nè, gác chân cũng rất là đẹp nha, nước sơn riêng. 2 triệu nha anh em, cái này còn rất là mới nè. Đó,
Đó, 2 triệu là xứng đáng. Quá đẹp luôn. Anh em thấy không? 2 triệu thôi nha, gấp 70. Anh em xài 90 vẫn được nha. Hoặc là xe 50, anh em mà muốn có đồ gác chân để chở con cái đồ đi học hoặc chở bà xã đi chơi cà phê cà pháo thì mua cái này về để vô. Tại vì xe 50 nó không có đồ gác chân. Đó, thì mình mua cái này về mình để vô là có thể chở con, chở vợ rồi đi chơi cà phê bách phố gì đó ha. Em bán là 2 triệu thôi. Đó, anh em thấy không? Mới tin ha, nó không có bị sợi nha anh em. Xe Việt Nam là chuyên gia cái này nè. À, không gác lên được luôn, ví dụ nó y như sụi vậy. Y như là trên bảo mà dưới không nghe vậy, nó bị sụi lơ luôn. Còn cái này anh em thấy không? Lên một cái là cứ ngắt nè. Không có bị rớt bậy bạ ha. Đó. 2 triệu nha anh em, quá đẹp. Đó. Rồi anh em nào có nhu cầu cứ alo cho em nha. Và hãy nhớ đăng ký kênh. Chào anh em.